Hello, đầu tuần thứ hai Hồng An xe máy xin chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và hôm nay tiếp tục lên sóng một con quay Infa lắp máy đèn 202. Và con xe này là con xe nguyên zin nha anh em. Xe tình trạng nguyên zin anh em ơi. Xe này dàn áo, dàn tem là vẫn còn theo xe nha. Đúng đời đúng đáp, Hồng An cũng đã mở ra kiểm tra. Anh em mua xe này về là nói chung là khẳng định một điều là những cái phụ kiện Hồng An chia sẻ rất là chuẩn ha. Nè, 202 hết nha anh em. Đúng đời anh em ha. Nói chung thì áo tem này ok anh em ơi ha, hàng theo xe mà anh em. À, không có nứt, không có bể anh em ha. Nói chung chày thì cũng có chút xíu chày. Chày cái mỏ về đó anh em ha. À, ngàm bọc đầy đủ hết anh em ơi, không có thiếu. Cả móc vẫn còn nha anh em. Cặp cửa vẫn còn nha anh em ha. Anh em biết rồi nha anh em, cặp cửa vẫn còn ha. Dàn yếm đen nè anh em. Nói chung mình thì bên mình lựa những con xe kỹ lắm anh em ơi, tem zin luôn nè. À, đúng là 202 luôn ha. Kiểm tra cho anh em mình chuẩn rồi mình chia sẻ, không có bị sai nha anh em ha. À, những chi tiết nhỏ cũng phải chia sẻ luôn nha anh em, không có sót. Nói chung này anh em về rửa lại anh em ha, rất là dơ. Kiểm tra kỹ lại anh em ơi. Đúng đời đúng đáp hết nha anh em, 202 anh em ha. Đồ theo xe, kể cả mặt nạ cũng vậy luôn nha anh em. Không có bị nứt bị bể ha. Nói chung chày là phải có nha anh em nè. Mới lột cái tem ra đó anh em. Nè, tem này còn nguyên nè. Anh em mình xem chi tiết cái bộ phận bộ áo ha. Xe này Hồng An bán cho anh em một cái giá rất là chuẩn cho anh em mình chơi. Chỉ có 23 triệu nha anh em. 23 triệu. Và trong vòng một tuần anh em mình không chốt, Hồng An sẽ xé lẻ phụ tùng ra bán 4 món. Và những cái phụ tùng linh kiện ngoài luôn nha anh em. Hôm nay phụ tùng Wenfa mình cũng hết rồi nha anh em ha. Những cái đầu lồng dên lửa đồ Wenfa hết hàng rồi. Buộc phải rã những con xe đẹp này ra, nếu anh em không chốt thì mình cũng phải rã ra phục vụ cho anh em mình chơi. Nói chung là rã đồ phụ tùng là đều là rã nhên những con xe sống nha anh em ha. Không có mua những cái linh kiện lẻ, linh kiện rời nha. Xe trong Sài Gòn không có thiếu. Quan trọng là cái chất xe, cục máy. Nó trên xe nó nổ êm, nó ấm, nó chắc thì mình sẽ rã ra. Cho dù nó mắc mình cũng phải chơi nha anh em. Mắc thì đồ nó chất lượng anh em ha. Còn rẻ thì đồ đó nói chung về anh em ráp, trong quá trình sử dụng không có bền đâu anh em. Thì làm sao bảo hành anh em 3 tháng dùng được. Những cái phụ tùng linh kiện trên xe bên shop mình bán đều có bảo hành anh em 3 tháng đến 6 tháng dùng. Từ cái phụ kiện ngoài, linh kiện ngoài tới phụ kiện bên trong máy luôn nha anh em, đều bảo hành hết. Vì là hàng những con xe đẹp không anh em. Rã xuống cũng đau lắm nha anh em ha. Nhưng mà mình bán phụ tùng không có đồ thì làm sao mình bán được anh em. Buộc phải rã thôi nha anh em ha. Vì đặc biệt mình không có lấy những cái đồ ngoài, linh kiện ngoài, trong chợ, trong gì hết. Chỉ có linh kiện tự mình rã ra mình bán. Linh kiện máy móc, phụ tùng máy móc mình mới rã ra nha anh em. Trực tiếp chiếc xe rã ra, lấy phụ tùng chia sẻ cho anh em. Thì trước tiên ưu tiên anh em lấy chiếc xe này là 23 triệu. Wenfa lốc máy đen 202. Anh em xem tổng thể chiếc xe nha, rất là đẹp. Rồi mình sẽ đi chi tiết anh em ha. Sườn là sườn như mới luôn nha anh em. Xe này cục sườn là như mới luôn nha anh em ha. Sườn rất là mới. Chiếc xe chạy 34.000 cây mà anh em. Chỉ có 30 mấy ngàn cây thôi nha anh em ha. 30 mấy ngàn cây thôi. Bao đúng đồng hồ luôn nha anh em. Tổng thể cá đêm ơi. Trong vòng một tuần anh em không chốt xe này, bên shop mình sẽ bán linh kiện rồi. Và ưu tiên anh em mua cái sườn này, đặc biệt ưu tiên anh em mua cái sườn và cục máy là 15 triệu. Nếu anh em không lấy nguyên chiếc có thể lấy ưu tiên cái sườn cục máy 4 món và cái nguyên cục máy này 15 triệu. Nguyên cục máy luôn nha anh em ha. Nguyên cục máy với cái sườn, dây điện, chản ba lúc nào cũng có.
là 15 triệu nha anh em. Kèm cho anh em mình cái đường, cái thùng thùng xăng lớn, tặng kèm anh em luôn học đựng đồ nghề, lường nước, học bình, tặng kèm nguyên đường dây điện. Còn những cái cũ đề là không tính, bình xăng là không tính nha anh em ha. Ghi đông sọ khỉ không tính nha, chỉ có cái chản ba là tặng anh em thôi. Từ cái chản ba, đường dây điện, học bình, hộp đồ nghề, thùng xăng lớn tặng luôn, chắn bùn sao tặng luôn cho anh em. Chỉ có 15 triệu nha anh em. Anh em mình có nhu cầu dọn xe về, mình dọn xe dựng xe lên đẹp á, anh em lấy cục máy này về anh em dọn nè, xứng đáng đồng tiền bắt gặp anh em mình bỏ ra mình chơi, bỏ số tiền lớn dọn một chiếc xe đẹp. Anh em phải cần cục máy chuẩn và một cái sườn đẹp, thì cái con xe này cam kết anh em 100% là khẳng định một điều, xứng đáng cho anh em mình bỏ số tiền lớn ra mình dọn nha anh em, không hối hận nha anh em ha. Vì dọn một con xe chi phí rất là lớn, nếu mình không lựa được những cục máy chuẩn, máy cọp và những cái sườn đẹp anh em dọn lên, vô tình thời gian sau này nó sẽ ảnh hưởng tới anh em, mất đi chi phí rất là lớn. Vì sườn nó không có chuẩn, không có đẹp, dễ bị mục mọt, và cái lốc máy cũng vậy, cục máy cũng vậy. Bỏ số tiền lớn ra dọn mà cục máy không có ngon, anh em trả thời gian anh em cũng chán anh em, đem ra sửa, đem ra canh chỉnh, mất rất nhiều thời gian, chi phí anh em. Thà xác định lúc đầu dọn là dọn một con xe đẹp luôn, lấy cục máy cọp, sườn cọp về mình dựng, mình dọn, dọn mới cũng được và cỡ nào cũng được hết, đều xứng đáng số tiền mình bỏ ra mình chơi. Chỉ có 15 triệu nha anh em. Cục máy, nguyên cục máy và cái sườn cọp 15 triệu. Còn sườn, sườn là như mới luôn anh em. Chản 3 nè anh em. Xe 30 mấy ngàn cây mà anh em. Chén cổ chưa mở lần nào anh em. Thấy không? Sườn nè. Má giữa nè. Còn cờ luôn cho anh em ha. Đặc biệt xe mình còn cờ nha. Lắp cò chưa chỉnh nha anh em ha. Trên dưới luôn nha anh em. Số bắp chưa chỉnh nha. Cờ còn nha anh em. Cục máy vô địch. Đó, anh em nhìn cái sườn anh em. Sườn như mới luôn anh em ha. Sườn đẹp nhìn ở dưới nha anh em, đừng có nhìn ở trên. Sườn phải nhìn ở dưới á, chỗ này nè anh em, con này nè, cái sườn ở này đó anh em. Đó. Gấp rồi, rất đẹp. Xe này gấp cà te, hôm nay sẽ bán lẻ sao cho anh em nha, có 1,5 triệu thôi nha anh em. Ở này thì anh em nghĩ lên em, cái sườn này quá đẳng cấp luôn anh em ha. Nói chung nhìn phần này là hiểu rồi anh em ơi, đẹp xấu nhìn cái phần này nè anh em. Và nhìn cái phần dưới anh em, ốc tán còn nguyên nè, không có bị nè. 15 triệu cho anh em. Nói chung thì có ưu tiên anh em là chốt chiếc xe này trước, nguyên chiếc xe đi anh em ha. Rồi sẽ ưu tiên cái người thứ hai là chốt cái sườn và cục máy 15 triệu. À, thì máy đang nổ anh em, nãy giờ có nghe không anh em? Mình sẽ đi chi tiết nha. Và có luôn cái giá anh em mình cần chốt, thì sau này ưu tiên anh em nào sẽ chốt những cái đơn hàng sau nha. Khi rã xe ra, hôm nay sẽ quay lại thêm một lần nữa cho anh em mình chốt những cái đơn hàng này. Mà anh em mình chuẩn bị đi anh em ha. Anh em có nhu cầu mình chuẩn bị, mình vô xe, dọn xe đó, thì mình thủ trước
trong vòng vài ngày nếu mà không ai chốt xe, chốt cục máy, Hồng Anh sẽ rã đồ món ra bán. Đó. Rồi phục trước nè, 1,5 triệu anh em. Ý 1 triệu nha anh em ha. Phục trước đẹp. Nói chung là cũng có giảm nhẹ nha anh em. Bao chưa phục hồi nha anh em ha. Ti đẹp. Ti đẹp nha anh em. Nè. Ti như mới luôn nha anh em ha. Có hành dùng 3 tháng cho anh em. Tách cục còn 202 anh em. 1 triệu nha, bảo hành dùng 3 tháng không xì xượng. Con này phục zin theo xe nha anh em, đúng 202 luôn anh em ha. Này có dấu dặm mà, dặm nhẹ mà đẹp lắm anh em, dặm giá zin ha. Rất đẹp. Đát phục hai bên đều còn hết nè anh em. 202 hết. 1 triệu thôi nha anh em. Nè ti nè anh em. Đồ mình bán là đồ nói chung là bảo hành cho dùng, anh em nghĩ đi anh em. 3 tháng dùng thì anh em dùng đã miễn phí được 3 tháng đầu rồi ha. 3 tháng sau mới bắt đầu mình tính phí. Vì quá trình trong mình dùng có hư hao có gì đó bên shop mình sẽ đổi trả một cặp phục khác cho anh em. Tính ra anh em dùng miễn phí 3 tháng đầu rồi anh em. Không có mất tiền nha anh em ha. 3 tháng sau bắt đầu mình mới tính tiền thôi. Rồi. Cặp phục, cặp bánh nè. Căm đùm niền nè, theo xe. Căm đùm niền theo xe nha. Nó cũng còn vàng vàng nha anh em. Căm zin nó cũng có vài cây xét anh em ơi ha. Cũng có vài cây xét nha, nhưng mà niền đẹp. Niền đẹp nha anh em. Roxy ha. Niền rất là đẹp luôn, không có lủng. Không có bị mục. Bo anh em mình ráp luôn nha anh em. Niền đẹp long lanh luôn. Má đùm nè. Bắt thắng nè anh em, rất đẹp. Căm cũng còn màu nha anh em ha. Kể cả cái má luôn nha anh em. Cặp bánh trước bánh sau 2,5 triệu nha. Vì là hàng đẹp nha anh em. Có luôn những cái bát thắng này luôn nha anh em ha. 2,5 triệu. Anh em vô xe tầm 30 triệu bình thường. Rồi bánh sau nha anh em. Căm nè anh em. Vẫn còn đẹp lắm anh em ơi. Đâm nè. 2,5 triệu nha anh em ha. Bánh trước bánh sau tặng luôn anh em cái vỏ luôn nha anh em. Đẹp. Hôm nay mình chuẩn bị mình chốt đơn đi ha. Để dành tiền mình chốt được từ từ rồi anh em ha. Trong vòng vài ngày nếu không ai chốt chiếc xe thì anh em chuẩn bị mình chốt. Quá trình thời gian mình đợi mình chờ mình gom tiền đi anh em. Cho vừa rồi nha anh em ha. Rất đẹp. Xe này chuẩn xe đẹp anh em ơi. Niền không có lủng nha anh em ha. Niền đẹp. Bao không lủng không mục. Đầm không có dọp. Chưa gì hết. Bảo hành dùng cho anh em 3 tháng luôn nha anh em. 500.000. Bảo hành dùng 3 tháng không xì xượng, không chảy nhớt. Rồi Tibo 700 nha anh em. Bô này hàng cổ rồi nha anh em. Hàng cổ rồi nha, hàng cổ lại. Mình cũng là phục bộ zin. Không móc nha anh em, bộ zin. Tiếng bao hay luôn. Tiếng bao hay luôn nha anh em.
bình xăng là bao êm, bao không chảy nhớt, không chảy xăng dư, không hao xăng, ga đầu ga cuối liền ga, không bị hụp. Bình xăng Boe 1 triệu, bình xăng Zin nha anh em. Luôn bao, luôn Boe, bao tử nha. Nguyên bộ này 1 triệu nha anh em. Hàng này hàng VIP anh em ơi. Nè. Không hợp ga đầu, không hợp ga cuối, liền ga, không hao xăng, bao không chạy xăng dư. Quá VIP 1 triệu thôi nha anh em. Để lăn tay nhuyễn như chó thở anh em. Nhuyễn như chó thở luôn nha anh em ha. Cục máy này VIP lắm nha anh em, nhất cho là bye bye nha. Nồi chả rất là nhỏ nha anh em. Máy bao nhóm luôn nha, nhích ra là nhóm nhóm nha anh em, chạy như quay thái ha. Số 3, số 4 giảm ga nhóm nhẹ là bye bye nha anh em. Rất là lực, bị xe chạy có 30 mấy ngàn cây mà anh em. Cục máy này siêu cọp. Nói chung là xe này nó bánh lồng zin nó hơi bị xè chút xíu. Anh em về chịu khó nếu muốn êm thay một cái bánh lồng.